Theo kế hoạch, năm nay tỉnh sẽ sắp xếp bố trí ổn định chỗ ở cho hơn 600 hộ dân với kinh phí hơn 103 tỷ đồng, tuy nhiên đến nay mới sắp xếp di chuyển được 14 hộ. Để đẩy nhanh tiến độ sắp xếp dân cư, tỉnh yêu cầu các địa phương tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị, nhất là của người dân với công tác này, nâng cao trách nhiệm quản lý địa bàn, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của người dân để có biện pháp hỗ trợ giải quyết kịp thời trong thời gian tỉnh chưa bố trí được ngay kinh phí hỗ trợ để các hộ tổ chức thực hiện di chuyển thì các địa phương xem xét sử dụng nguồn ngân sách dự phòng để hỗ trợ cho các hộ dân ưu tiên bố trí cho các hộ trong vùng thiên tai nguy hiểm đến nơi ở mới an toàn